Cứu viện đi. 4.000. 4.000 là phải đấu đầu. Ở đây bánh bò tế và gà. Chờ đừng nói ve vô kéo nọ, kéo ông nọ này lên nữa nha. Rõ ràng. Đây, bánh bò. Mấy ngàn vậy ta? Che mất tiêu luôn rồi. Đấu cầu với bạn rồi, bánh bự 6.000 hay 3.000 đây không biết. Đắp bờ. Khu viện đang vô. Nó bị sập, sập bất ngờ, sập bất thình lình. Đi khu viện đi. Chà, có xúc lạc luôn hả? Xúc lạc màu xanh dương kìa. À, đồng này đây là đồng Tân Hội Hồng Ngự Đồng Tháp nha các bạn. Cu nữa. Đồ, có xúc lạc là khoái rồi nha. Hai cầu luôn. Anh đang đi cặp bè. Nó, ngoài đó đắp vô tới trong đó bị sập ở trong đó. Sáu ngàn, bảy ngàn đây. Số 4 kìa. 4.000. 4.000 là phải đấu đầu. Ở đây không có ai xài máy 6 đâu. Hơi này khủng khiếp lắm rồi. Không biết đấu lên mấy ngàn đây. Bánh bự luôn. Ngon lành. Cu cu cu. Rồi che lưới luôn. Special nha các bạn, bản đặc biệt. 4.000 zin 6 máy. Không, ở đây không ai xài 6 máy đâu. Đấu hết trơn. Con này nếu mà đúng cái con mà lần mình quay là ủa con mà lần 5.000 hay sao 4.000 quên rồi ta. Còn mà lần 5.000 đấu 7.000. Còn bên mình nó vẫn là có 4.000 đấu phía 80-90, còn con này sọ đôi nè, con này không biết đấu đầu gì. Hơi bùng nhầy cho nên mình không có loại vô tới đó nha các bạn. Ở đây cũng tương đối gần à. Nói chung là đủ góc quay. Cứu viện vô. Cổ bô che. Con này lên cái hơ máy cũng khủng lắm á, mà không biết ra mấy ngàn đây. Nếu mà chịu đấu là chắc cũng phải đấu tới 7.000. Còn phải đấu tới đấu lên 5-9. Quá ngon luôn. Nguyên bản DT luôn, sọ đôi luôn mới chịu. Nói buồn không cũng ghi ngay. Cái này nó sập bất thình lình nha các bạn. Đang đi cặp bờ đó chứ không phải đi trong. Máy dùng này mới dùng 3 vụ khép kính. Nó dùng khép kính này 3 vụ thì cũng từ 7-8 năm trở lên. Có đồng nào nhiều nhất là cũng khoảng mười mấy năm, 15 năm. Bộ của dần sớ. Alo nữa. Có alo nữa. Hai con đít bự hết rồi. Lên vỏ lớn hết rồi. 4.000 này chắc đi 28 quá. 18, 4, 28. Nó là cái xứ đấu cầu các bạn. Mấy con này đấu cầu là chuyện bình thường. Vì một chút gọi cháu tôi đang mắc lầy.
chuẩn bị. Bên kia mấy chà đang chà còn bạch cho bên kia. Tưởng nó cái bồ inox. Lên. Nổ máy. Cầu trước chưa có bám nè. Không, cái này chắc chắc lên được. Cầu trước chưa có vào. Sợ cầu trước nó vào nó sập mà trước rồi đi lên nó hơi cực, phải gịch đuôi. Mà để coi coi sao. Chút là kéo đắp bờ. Bánh bò tiếp rồi kìa. Nhất. Ồ, lên nhẹ mà. Tương gì. Não. Nhả rồi đó. Lên được là nó nhả rồi. Con này muốn sập nữa rồi kìa trời. Đi không đi luôn đi ta. Nằm ở đó nó nguy hiểm nữa. Phải loại qua bển gần gần. Mà gần gần quay cũng không được toàn cảnh. Người ta gạch thoát luôn đi chợ, gạch lên như rồi vậy. Nhẹ rồi, nhẹ. Bốn nữa hả? Trời ơi, hai con 4.000 luôn. Con đấu cầu với con cầu ghim. Thấy cái bánh trước 24 mà tưởng đâu là 6.000 hay 7.000 gì. Ngon ha. Rồi đập tiếp. Thấy vậy là hết buổi rồi. Nằm chờ rồi chờ con súp lạc này vô kéo lên. Nhà này không biết có ai luôn. Gì chờ đừng nói ve vô kéo nọ, kéo ông nọ này lên nữa nha. À, rõ ràng anh buộc dây xích nữa rồi, buộc là tối nữa hay gì nè. Khó tài trời. Nghi nữa, nãy mình thấy dây dây vô ship hàng là thấy nghi rồi. Vô cứu lại bị lại luôn. Lấy dây chuyền 4.000 kéo 4.000. Nhảy con này trên đây là nó cứng hơn con hồi nãy rồi. Đây. Này bật cái là lên này. Con này dính bánh bên kia.
Dạ, nhà tè. Bữa nay anh dính mà anh không có lôi ra được luôn nữa, để mình tưởng là lôi tới đó là ngưng. Ai về anh lôi tới đó anh dính. Xong rồi đó. Xuống tháo dây.